Xuống lên đi. Lên chơi. Dạ vâng. Xin mời quý du khách chúng ta hãy chắp ngọn đuốc thành hình chữ V ngược ạ. Đưa cao lên nào, chữ V ngược ạ. Xin mời chàng trai làm hương ta chân người của buổi tối ngày hôm nay. Ngọn lửa thắp lên rồi, xin kính mời quý du khách chúng ta giơ cao ngọn đuốc lên ạ. Hứng tụ linh khí từ đất trời. Và sau đây em xin đếm từ 1 đến 3 chúng ta cùng châm lửa nhé. 1, 2, 3, châm lửa. Đây là màn châm lửa. Châm lửa của lửa thiêng à? Ngọn lửa đã thắp sáng lên rồi. Ngọn lửa thắp lên cầu để cầu chúc cho quý du khách có mặt tại đêm hội làng Nương ngày hôm nay một năm an lành, hạnh phúc, sung túc, an khang và thịnh vượng. Tiếp theo nghi lễ lửa thiêng, xin kính mời quý du khách chúng ta cùng đứng thành một hàng dọc ạ, để tiếp tục tham gia vào một nghi lễ nữa của đồng bào dân tộc Dao, đó chính là nghi lễ hội mùa. Và sau đây nghi lễ hội mùa xin phép được bắt đầu. Đang có mặt tại làng Nương Yên Tử thuộc xã Thụy Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây có trên 50% là người dân tộc Dao Thanh Hy. Người Dao có rất nhiều nét văn hóa đặc trưng, có giá trị nhân văn sâu sắc như tục cưới hỏi, cấp sắc, cầu an. Và hội mùa là một nghi lễ. Của dân tộc Dao trong lễ cầu an, mỗi mùa thu hoạch, già trẻ trai gái cùng tham gia nhảy múa cầu trời, cầu đất, cầu thổ thần, thổ địa, xin bản vương phù hộ cho người Dao một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng được tươi tốt. Xin kính mời quý du khách cùng tham gia trải nghiệm. Lửa thiêng lên rồi. Xin kính mời quý khách chúng ta cùng nhìn một hàng ngang ạ. Để mình nhìn qua đấy, nhìn qua đấy. Vâng, xin cảm ơn quý du khách. Tiếp theo chương trình, xin mời quý du khách cùng đến với bài múa gà, một nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao trong